Ngày 14 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường Nam Định phối hợp với Công an Nam Định đột kích phát hiện kho đồ chơi lớn nhất từ trước đến nay có diện tích khoảng 300m² ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Kho hàng với đủ các mặt hàng từ súng ống, đồ chơi điều khiển, các loại búp bê, bộ đồ chơi siêu nhân người nhện, bộ đồ chơi ninja logo, bộ đồ chơi ô tô chạy pin dành cho trẻ em và những món đồ này chuẩn bị phục vụ vào dịp Trung thu sắp tới. Quản lý kho hàng là bà Trần Thị Huyền, có hộ khẩu thường trú tại Nam Định, chưa xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trên bao bì hàng hóa có cụm từ Made in China, không có tem hợp quy trên từng sản phẩm. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm và sẽ mất từ 3 đến 5 ngày mới có thể kiểm đếm và phân loại hết các sản phẩm.